tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thiên Đăng, sinh năm 1972, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, nay là thành phố Dĩ An. Đối tượng Nguyễn Văn Thiên Đăng bị truy nã do liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai khi giữ chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An. Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến năm 2017, khi giữ chức trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, nay là thành phố Dĩ An, ông Nguyễn Văn Thiên Đăng đã phê duyệt nhiều dự án phân lô bán nền trái phép. Từ việc này, hàng loạt khu dân cư không phép đã mọc lên tại một số phường như Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Bình, Bình Thắng, Bình An, An Bình. Trong tổng số 250 khu dân cư hiện hữu, cơ quan điều tra xác định có 40 khu dân cư không có giấy phép xây dựng. Các chủ đầu tư đã phân lô đất nông nghiệp và xây nhà bán mà không tuân thủ các quy định về quy hoạch xây dựng và đất đai do Nguyễn Văn Thiên Đăng tiếp tay. Trong quá trình điều tra, ông Đăng đã bỏ trốn từ tháng 5 năm 2018, do đó cơ quan điều tra quyết định truy nã. Cùng bị truy nã là đối tượng Đào Thanh Trường, sinh năm 1959, nguyên giám đốc chi nhánh Exim Bank Bình Dương, bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Trường đã lợi dụng chức vụ để mượn tiền của nhiều khách hàng với mục đích đầu tư bất động sản. Do tin tưởng đối tượng là giám đốc ngân hàng, nhiều người đã cho vay số tiền lớn. Khi thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, đối tượng Trường không có khả năng trả nợ và đã bỏ trốn từ tháng 4 năm 2012. Sau đó, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngoài hai đối tượng Nguyễn Văn Thiên Đăng và Đào Thanh Trường, danh sách các đối tượng bị truy nã còn có Nguyễn Bảo Quân, tội buôn lậu, Vương Hoàng Huynh, tội làm giả tài liệu, Ngụy Khắc Vinh và Lê Quốc Việt, nhân viên bất động sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Âu Phước Hậu và Hen Chen Chen, tội tham mô, Thật Sai Trang Liang, tội sản xuất buôn bán hàng cấm ở các vụ án khác. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt các đối tượng liên quan nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Bắt giữ 15 đối tượng liên quan việc giả danh nhà tu hành, lừa bán thuốc tự chế. Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến việc giả danh nhà tu hành, bán thuốc nam, quảng cáo về công dụng khi chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Vật chứng thu giữ gồm 42 điện thoại di động, 15 máy tính cá nhân, 11 xe máy, 1 máy tạo viên thuốc, 16 gói thuốc lá cây cùng nhiều tài liệu khác. Cơ quan chức năng cũng thu giữ thêm 41 hộp thuốc chữa xương khớp và dạ dày từ 15 bị hại ở các quận huyện của thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Theo lời khai của các đối tượng, đầu năm 2023, Trần Huy Hoàng sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, quen biết với Dương Quốc Lập, sinh năm 1998, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hoàng và Lập nhận thấy nhu cầu mua thuốc nam của người dân tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm do sư thầy TTH sản xuất. Do đó, Hoàng và Lập đã quyết định giả danh thầy tu trên để bán các sản phẩm tự chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Để thực hiện kế hoạch, Hoàng thuê một căn nhà tại huyện Ba Vì làm văn phòng, làm việc cho cả nhóm, gồm những người không có việc làm ổn định, được Hoàng lôi kéo tham gia. Các đối tượng sử dụng Facebook để quảng cáo, đồng thời giả giọng thầy tu TTH qua điện thoại để lừa khách hàng. Những loại thuốc mà nhóm đối tượng này bán được chế tạo từ lá và thân nhiều loại cây như cây sung nước, xấu hổ, nhập với giá thấp nhưng bán ra từ 250.000 đến 300.000 đồng một hộp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đã giao thành công hơn 1.400 đơn hàng, tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngày 27 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2006, con trai bà Lê Thị B, sinh năm 1964, cùng trú tại thôn 6, xã Ia Lê, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Bà V được phát hiện đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn và được chôn lộ thiên trong vườn điều của gia đình. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Tiến có liên quan đến vụ án sát hại người xảy ra vào tối ngày 26 tháng 9, nạn nhân là mẹ đẻ của đối tượng. Hiện tại, thông tin về nơi ở và hoạt động của Nguyễn Văn Tiến vẫn chưa được rõ ràng, do đó cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi sự phối hợp từ các cơ quan chức năng trong việc truy tìm đối tượng.
Nếu phát hiện Nguyễn Văn Tiến, đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tại số 276A đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc liên hệ với thiếu tá Trần Văn Vinh, điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0867 171 679. Theo lãnh đạo xã Iale, huyện Chư Pư, bà V sống cùng người con trai bị bệnh tâm thần và nghiện ma túy. Khoảng một tuần nay, người dân không thấy bà V xuất hiện. Cùng thời gian này, người con trai cũng đã rời khỏi địa phương. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 9, thi thể bà V được phát hiện trong tình trạng chôn vùi dưới đất, hộp sọ và một phần chân tay lộ thiên, đang trong quá trình phân hủy. Vùng đầu của thi thể có nhiều thương tích, nghi do ngoại lực tác động. Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường bên bờ sông ở Kon Tum. Sáng ngày 24 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Kon Tum, đơn vị đang điều tra xác minh một vụ người đàn ông bị tử vong, chưa rõ nguyên nhân tại khu vực bờ sông Đắk Bla thuộc địa phận thôn 5 xã Đoàn Kết. Theo Công an thành phố Kon Tum, nạn nhân là nam giới, khoảng độ từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m60, tóc đen, dáng người trung bình. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần tây, ống dài màu đen, mặc áo thun dài, ống màu đen, mang dép có quai hậu màu đen trắng, thắt lưng bằng da màu đen. Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày trước, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân. Công an thành phố Kon Tum đã thông báo cho các huyện thị trên địa bàn và các địa phương lân cận để tìm kiếm thân nhân của nạn nhân. Bình Phước điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong phòng tắm. Sáng ngày 21 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc người phụ nữ bị nghi sát hại. Nạn nhân là bà Trịnh Thị Tê, 65 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 20 tháng 7, một người dân đến nhà bà Tê ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh để nói chuyện. Tại đây, sau khi được hỏi thì người con trai 36 tuổi của bà Tê nói mẹ đi vắng. Tuy nhiên, khi nhìn vào nhà, người này phát hiện bên trong phòng tắm có khói bốc lên bất thường. Thấy có dấu hiệu đáng ngờ, người này trình báo công an địa phương để xác minh. Đến kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng tắm có một thi thể bị quấn chặt bằng nhiều lớp quần áo và đang bốc khói, nghi bị đốt cháy. Ngoài ra, xung quanh phòng tắm và trên nền nhà có nhiều vết máu, một số đồ dùng cũng bị đốt cháy. Nghi vấn đây là một vụ án mạng, công an địa phương đã thông báo cho cơ quan điều tra để xử lý. Cơ quan chức năng đã làm việc với người con trai của nạn nhân để điều tra thêm tình tiết. Trên mạng xã hội đang xôn xao video ghi lại cảnh chiếc ô tô 5 chỗ tông hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc ô tô điên chỉ dừng lại khi tông vào giải phân cách và công an ập vào khống chế. Theo hình ảnh trong video, chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đỏ, biển kiểm soát 51K61217 liên tục chạy lùi rồi tiến về phía trước và tông loạn xạ vào hàng loạt xe tải, xe khách trên đường. Cuối cùng, chiếc ô tô này tông vào giải phân cách cứng giữa đường rồi tài xế đẩy cửa ô tô bỏ chạy. Cùng thời điểm này, nhiều người trong đó có lực lượng công an áp sát để khống chế những người ngồi bên trong. Qua xác minh, đây là chuyên án của Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trong việc phá đường dây buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh lên thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 26 tháng 9, ô tô chở khoảng 600 cây thuốc lá lậu, cố ý tông va để tẩu thoát, làm hư khoảng 3 phương tiện trên quốc lộ 22. Tài xế sau đó tung cửa tẩu thoát, người đi chung trong ô tô bị tạm giữ. Hiện Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang đấu tranh lấy lời khai với người đi cùng tài xế xe ô tô 5 chỗ, biển kiểm soát 51K61217 để phục vụ điều tra truy xét. Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đáng chú ý, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn sau khi sử dụng ma túy đã cướp xe tải trong khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, sau đó điều khiển xe chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 91 gây tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra vào trưa ngày 26 tháng 9 khiến nhiều người bị thương và tử vong. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá trình cướp xe của đối tượng dương tính với ma túy chỉ diễn ra trong vòng 2 phút. Ông Võ Thanh Vũ, 51 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tài xế xe tải bị đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn cướp xe, gây loạt tai nạn tại thành phố Cần Thơ cho biết, ông đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ông Võ Thanh Vũ hành nghề lái xe gần 20 năm nay, sau nhiều lần sang nhượng phương tiện, năm 2016, ông Võ Thanh Vũ mua xe tải loại 8 tấn, mang biển kiểm soát 84C04469 chạy giao hàng.
Thường ngày, ông Võ Thanh Vũ xuất phát từ nhà lúc 4 giờ, thời gian di chuyển tới công ty tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, mất khoảng 2 giờ. Tài xế Võ Thanh Vũ nhớ lại, ngày 26 tháng 9, lịch trình di chuyển của tôi thay đổi vì phải bảo dưỡng xe. Tới 10 giờ, tôi mới xuất phát từ Trà Vinh, gần 12 giờ tới nơi. Tôi đậu xe đối diện công ty, xuống làm thủ tục đẩy nhập hàng như thường lệ. Lúc đó, xe tắt máy, cửa kính hạ xuống và chìa khóa để trên vô lăng. Tới nhà bảo vệ, điền thông tin vào sổ được 5 chữ thì tôi nghe tiếng hô cướp, cướp xe. Chạy vội ra, tôi mới chỉ đưa tay chạm vô lăng, đối tượng đã tăng ga bỏ trốn nên buộc phải buông tay. Không biết đối tượng từ đâu tới nhưng quá trình trộm xe chỉ diễn ra trong vòng 2 phút. Ngay lúc đó, một công an khu vực đi xe máy phía sau tiến tới chở ông Vũ đuổi theo đối tượng. Theo ông Vũ, kẻ trộm đi với tốc độ rất nhanh, khoảng cách giữa ông và xe tải ngày càng xa. Ông Vũ cho biết thêm, ông cùng chiến sĩ công an đuổi theo hơn 1 giờ đồng hồ và chỉ dừng lại khi đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế. Ông Vũ cho hay, lúc đó tôi chỉ biết vái trời mong đối tượng đừng gây tai nạn, chứ tài sản của mình không quan trọng, xe hư hỏng mình tự sửa được. Một bảo vệ cho biết, hơn 12 giờ ngày 26 tháng 9, xe tải của ông Vũ đậu bên lề đường trục 9 thuộc khu công nghiệp Trà Nóc đối diện công ty để vào làm thủ tục đăng ký lấy hàng. Thời gian đăng ký thủ tục mất khoảng 3 phút. Ông Vũ vừa điền thông tin vào sổ thì người bảo vệ này nhìn ra phía xe tải thấy có người lên ngồi trên xe. Nam bảo vệ hô hoán, anh Vũ, có người lên ngồi trên xe anh kìa. Người bảo vệ kể, tới khoảng 14 giờ cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video về xe tải gây tai nạn liên hoàn, chúng tôi mới biết vụ việc. Theo Công an thành phố Cần Thơ, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, đối tượng là Tống Văn Hoàng Tuấn, sinh năm 1993, ở xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã cướp xe ô tô tải, biển kiểm soát 84C-04469, rồi điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 91 hướng từ Cần Thơ đi An Giang sau khi sử dụng ma túy. Trên đường di chuyển, đối tượng đã liên tiếp gây ra 6 vụ tai nạn tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt và Bình Thủy, làm 3 người tử vong, 4 người bị thương. Đến 13 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, đối tượng lái xe quay về tới trước cổng khu công nghiệp Trà Nóc thì bị lực lượng công an khống chế. Có 7 ô tô và 6 xe máy bị hư hỏng, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 535 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác minh điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.